Vâng, 90 giây với tôi và phần lớn quý vị khán giả diễn ra rất là nhanh, chỉ như vài cái chớp mắt. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta không làm được gì nhiều. Nhưng với một số những ngành nghề đặc thù, 90 giây có thể mang đến nhiều điều khác biệt. Như trong một trận bóng đá, 90 giây có thể làm thay đổi kết quả của một trận đấu. Hay trong nghề y, 90 giây cấp cứu kịp thời có thể cứu sống được người bệnh. Và ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến gặp gỡ với những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa để xem với 90 giây họ sẽ làm được những gì nhé. Chào các đồng chí ạ. Chào anh Khánh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là Đại úy Đỗ Hòa Khánh, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay, anh Khánh sẽ chia sẻ cho chúng ta con số 90 giây của người lính cứu hỏa và những câu chuyện xung quanh con số này. Anh Khánh này, anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được con số 90 giây đối với người lính cứu hỏa có ý nghĩa như thế nào không ạ? Vâng, thưa chị Minh Thúy, trong điều lệnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy định, trong thời gian không quá 90 giây kể từ khi có tiếng còi báo động, cán bộ chiến sĩ trực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải trang phục đầy đủ bảo hộ cá nhân, ngồi đúng vị trí trên phương tiện và chờ lệnh từ chỉ huy. Nói một cách dễ hiểu thì khi nghe tiếng còi báo động, dù đang ăn, đang ngủ hay làm bất cứ việc gì, khi nghe còi báo động trong thời gian không quá 90 giây thì tất cả cán bộ chiến sĩ trong kiếp trực với đầy đủ trang phục bảo hộ phải ngồi đúng vị trí và chờ lệnh. Vâng, thưa quý vị, 90 giây, chỉ 90 giây mà thôi, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi gấp rút mà những người lính cứu hỏa phải tận dụng từng tích tắc đồng hồ trôi qua kể từ khi nhận được tín hiệu báo động đi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các anh phải nhanh chóng lên xe trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Anh Khánh này, nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà để làm được điều ấy thì không hề dễ dàng phải không anh? Vâng, thưa chị, là người lính cứu hỏa, ngoài thời gian trực chiến, chiến đấu, chúng tôi phải chuẩn bị tất cả các phương tiện, thiết bị đã luôn trong tư thế sẵn sàng trước mọi tình huống. Như chị thấy, chúng tôi đang kiểm tra các phương tiện để phục vụ công tác chiến đấu. Ngoài cái công việc kiểm tra các phương tiện hàng ngày như thế này, thì có một cái công việc đặc biệt quan trọng, đó là luyện tập. Luyện tập từ những thao tác cực kỳ đơn giản tới những cái hiệp đồng phối hợp phức tạp. Sau đây là mời chị Minh Thúy và mọi người ra bãi tập luyện cùng anh em chúng tôi. Vâng, xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân tôi đến với một buổi tập luyện của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đây nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là nơi tập luyện hàng ngày của những chiến sĩ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Thiếu tá Mạc Lê Thùy để nghe anh chia sẻ về những bài tập luyện hàng ngày của những người lính cứu hỏa ở nơi đây. Dạ, chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả những bài tập luyện hàng ngày của những người lính cứu hỏa được không ạ? Rất sẵn sàng chia sẻ với chị rằng các cái bài tập hàng ngày, các cái bài buổi tập luyện hàng ngày của những cái người chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì đối với những người làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì cái thời gian là cái yếu tố tiên quyết để xử lý một cái vụ việc. Thì chúng tôi biết rằng thì đối với cái thời gian thì nếu mà chúng tôi chậm trễ một giây, một phút nào thì cái tài sản của nhân dân sẽ thiệt hại tăng theo cái số lượng thời gian như vậy. Do đó chúng tôi có các cái định mức về thời gian, ví dụ như là thời gian 90 giây thì đó là cái thời gian khi mà nhận tin báo cháy chúng tôi phải bắt buộc phải xuất xe ra khỏi đơn vị. Thì để đáp ứng được cái tốc độ, về đảm bảo tốc độ về thời gian thì chúng tôi có các cái buổi tập rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ làm sao có được cái phản xạ khi mà nhận được tin báo cháy, dù đang làm bất cứ một công việc gì thì chúng tôi đều phải gác lại, chúng tôi thay trang phục và lên đường đi chữa cháy. Và cũng để về đảm bảo được cái thời gian thì chúng tôi luyện tập hàng ngày làm sao trong các cái đội hình chiến đấu, các cái thao tác, các cái kỹ thuật cá nhân đảm bảo thời gian là nhanh nhất có thể. Chín mươi giây là thời gian tối đa dành cho những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuẩn bị lực lượng, phương tiện xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Để làm được điều ấy, những người lính cứu hỏa luôn phải tập luyện từng động tác tuần tự, thuần thục theo phản xạ tự nhiên có hệ thống.
Một yếu tố quan trọng là việc kiểm tra bảo dưỡng phương tiện cũng phải được tiến hành song song. Khi có lệnh, cả những người chiến sĩ và mọi phương tiện đều phải trong tư thế sẵn sàng, đảm bảo tối đa trong 90 giây, tất cả phải lên đường làm nhiệm vụ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 90 giây, phía sau 90 giây mới là một cuộc chiến. Bởi vì nơi mà người ta chạy ra lại là nơi những người lính cứu hỏa lao mình vào. Vì vậy, trước, trong và sau con số 90 giây đều là những nhiệm vụ hết sức nặng nề của những người lính cứu hỏa. Dù nắng hay mưa thì những người lính cứu hỏa không hề sao nhãng việc tập luyện. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Và anh Thùy ạ, anh có thể chia sẻ thêm những thời gian tập luyện trong ngày với những cái bài tập mà theo quy định của trong công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được không ạ? Thì chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện các cái công tác huấn luyện chia thành hai đợt, 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Mỗi đợt như vậy chúng tôi huấn luyện từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng. Và cái thời gian huấn luyện mà trong một ngày thì chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc một buổi sáng là vào lúc 10 giờ 30. Và buổi chiều chúng tôi bắt đầu tập luyện từ lúc 14 giờ 30 và kết thúc từ lúc vào lúc 16 giờ 30 để đảm bảo được cái khung thời gian và cái lượng thời gian quy định đối với các cái cán bộ chiến sĩ làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cục đây. Cứu người trong đám cháy, mắc kẹt trong hầm, rơi xuống vực cho đến tai nạn giao thông, cứu đối tượng ngáo đá trèo lên cây, lên cột điện hay nạn nhân đuối nước, chỉ sơ sẩy một chút, những người chiến sĩ cứu hỏa cũng có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Mỗi vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ đặc thù, ở đó luôn ẩn chứa đầy sự rủi ro nguy hiểm. Thế nên, việc huấn luyện luôn được những người lính cứu hỏa đặc biệt coi trọng, đặt ra càng nhiều tình huống giả định, luyện tập càng vất vả, khắc nghiệt, thì khi chiến đấu, những người lính cứu hỏa sẽ bớt đi được những rủi ro nguy hiểm. Thời gian là vàng, là bạc. Và 90 giây cho công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu của những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn quý giá hơn cả vàng, cả bạc. Biết bao nhiêu vụ cháy, vụ cứu nạn cứu hộ đã được xử lý một cách kịp thời, tính mạng của người dân được cứu sống bởi do những người lính cứu hỏa biết tận dụng từng giây, từng phút, từng tích tắc đồng hồ trôi qua. 5 năm qua, chỉ riêng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã thực hiện trên 195 vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cứu được 8 nạn nhân, hướng dẫn cho hơn 500 người thoát khỏi các khu vực nguy hiểm. Đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, với những người lính cứu hỏa, đó là nhiệm vụ. Và sau những nhiệm vụ thiêng liêng đó, các anh đã trở thành ân nhân của không ít người dân. Nhờ đây, nhờ chương trình với tất cả mọi người nói giùm hai mẹ con là rất cảm ơn mấy anh bên cứu hộ, nhờ mấy ảnh cứu kịp thời mà hai mẹ con mới thoát nạn sống được tới giờ này. Ngày hôm đó mà không có mấy anh em cứu hộ là gia đình tôi sẽ mất mát rất là nhiều, mất mát tài sản thì không nói rồi, mất mát những người thân trong gia đình mất mát, thì điều đó là đối với tôi là điều đau khổ nhất. Nhưng mà khi mà xảy ra việc nhờ mấy anh em cứu hộ kịp thời mà đã dập tắt được đám lửa nhanh nhất có thể và cứu hộ được những người thân của đang trốn ở trên tầng cao nhất xuống nơi được an toàn. Nói về tinh thần sẵn sàng chiến đấu của những người lính cứu hỏa, Bác Hồ đã từng dạy phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất cứ trong tình huống nào để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân.
với những người cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đó là lời huấn thị, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Chính vì thế, trong thực hiện nhiệm vụ, phương châm sẵn sàng, nhanh chóng luôn là tinh thần, là mệnh lệnh chiến đấu của các anh. Và các bạn, 90 giây mới là sự khởi đầu. Người ta thường nói, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Một sự khởi đầu tốt đẹp sẽ là tiền đề quan trọng giúp những người lính cứu hỏa vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt công việc được giao. Đến đây, thời lượng chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ kỳ này đã hết. Xin được cảm ơn anh Mạc Lê Thùy cùng những cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Chúc các anh luôn mạnh khỏe để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt công việc được giao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!